Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 18 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Huyện ủy Triệu Phong tổ chức lễ báo công dân bác. Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai kỹ thuật điều trị giảm đau cho bệnh nhân ung thư. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì và trực tiếp thông báo kết quả hội nghị Trung ương 7 khóa 12 do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, thủ trưởng các cơ quan ban ngành cấp tỉnh, trưởng ban tuyên giáo các huyện, thị, thành phố và các đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong 6 ngày làm việc, hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có 3 đề án lớn, gồm đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đồng thời phân tích những nội dung cốt lõi quan trọng, nêu các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ và nhiệm vụ giải pháp thực hiện các đề án hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất ban hành nghị quyết. Điểm nhấn của nghị quyết xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là Trung ương yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác, có cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo, rèn luyện qua thực tiễn có nhiều khó khăn, thách thức lớn của đội ngũ cán bộ và đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chai chức, chai quyền, chủ nghĩa cá nhân. Đề án cải cách chính sách tiền lương lần này có nhiều điểm mới quan trọng so với các lần cải cách trước đây, đó là thiết kế cơ cấu tiền lương và tiền thưởng mới với tỷ lệ hợp lý hơn giữa lương cơ bản, các khoản phụ cấp và bổ sung chế độ tiền thưởng ở khu vực công và thay đổi cách tính lương ở khu vực doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết, việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu không phải do lo ngại vấn đề vỡ quỹ bảo hiểm mà chuẩn bị đón đầu quá trình Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng cũng thông báo cho hội nghị kết quả chuyến làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Trị. Theo đó, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tinh thần hành động và khát vọng cống hiến của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã biến thách thức thành tiềm năng để phát triển. Với nhiều chủ trương chính sách được Thủ tướng Chính phủ đồng ý để tỉnh Quảng Trị có cơ hội bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành các địa phương cần chủ động xúc tiến những công việc liên quan để triển khai các dự án, chính sách đạt hiệu quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 bàn ra quyết sách nhiều vấn đề quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ cả cấp, nhất là cấp chiến lược cho phù hợp với nhiệm vụ mới. Cải cách chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, kỳ vọng chung của đông đảo người dân. Hội nghị Trung ương 7 sẽ tạo những đột phá mạnh mẽ trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cải cách hiệu quả về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Sau đây là một vài ý kiến của cán bộ và nhân dân mà phóng viên vừa mới ghi lại được. Ở đây là người cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, là thực thi quyền lực thì giám sát như thế nào? Tôi cho rằng là Trung ương lần này á là đặt ra cái vấn đề phải giám sát quyền lực, gắn cái quyền lực với cái trách nhiệm của mình. Như vậy là anh không thể là lòng quyền, mà anh phải thực thi quyền lực gắn trách nhiệm của anh. Anh làm sai, anh đúng thì anh bị kỷ luật. Đấy, thì như vậy tôi cho rằng là hội nghị Trung ương lần này về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược để chuẩn bị cho đại hội khóa 13 lần này, tôi cho rằng là rất là có ý nghĩa và thiết thực đối với công tác xây dựng hiện nay. Hội nghị đã đề cập đến những vấn đề thực sự là bức thiết hiện nay, nhất là vấn đề công tác cán bộ. Công tác cán bộ lâu nay chúng ta tuy đã bàn nhiều nhưng trên thực tế cái triển khai vào trong đời sống chưa được bao nhiêu. Lần này coi như là một trong những cái điều được coi là những cái chuẩn mực làm cơ sở để quy hoạch, phát triển, đánh giá cái đội ngũ cán bộ với tinh thần không ai hết, người cán bộ phải là những người đi trước, làm trước để
điều khiển mọi hoạt động về chính quyền, về đảng, về cả cái tổ chức quần chúng khác. Tôi quan tâm nhất đó là công tác cải cách tiền lương. Mà để làm được cái công tác cải thiện tiền lương cho cán bộ thì trước hết phải cái tinh giảm biên chế là tôi nghĩ phải làm một cách quyết liệt. Đề án cải cách tiền lương và tổ chức cán bộ trong giai đoạn hiện nay tôi cho rằng rất là cấp bách và thiết thực để cải thiện lại đời sống của cán bộ công nhân viên chức sống thực sự theo lương. Và trong tương lai gần tôi nghĩ rằng hiệu quả của cái đề án này sẽ dẫn đến cái tình hình đời sống của cán bộ công chức và tình hình chính trị của đất nước bước qua một cái giai đoạn mới. Xưa nay thì cái vấn đề tiền lương là thực hiện đối với bằng cấp, đối với thời gian. Thực hiện như vậy thì nó cũng đảm bảo một cái sự công bằng tương đối cho những người vừa mới làm việc và những người làm việc lâu dài, những người đào tạo thấp và đào tạo cao. Nhưng mà trong cái thời đại ngày nay thì vấn đề đó nó không khuyến khích được cái sự sáng tạo, cái năng lực, cái hiệu quả công tác của người hưởng lương. Do đó cho nên là tôi cũng rất là kỳ vọng với cái chính sách tiền lương được cải tiến như hiện nay thì làm sao đó để mà khuyến khích được cái lao động, cái sáng tạo và cái hiệu quả của người lao động. Tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh về tình hình hoạt động 5 tháng đầu năm 2018 của ban và tình hình thực hiện các dự án trọng điểm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc. Trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế ước đạt gần 1.700 tỷ đồng, đạt 37% so với kế hoạch năm 2018, nộp ngân sách nhà nước 150 tỷ đồng. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư 4 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là trên 34 tỷ đồng. Điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 dự án, đang hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đầu tư 16 dự án với tổng vốn đăng ký dự kiến là trên 79.400 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cũng đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp như dự án nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1, dự án khu công nghiệp đa ngành của công ty trách nhiệm hữu hạn CNN Vina, dự án nông nghiệp tại khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo của công ty trách nhiệm hữu hạn CNN Vina. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quân Chính cho rằng đây là thời điểm thích hợp để Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, chủ động phối hợp với các sở ban ngành địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc và làm tốt hơn nữa công tác quản lý. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính đề nghị trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cần ra soát lại các thủ tục, cải cách thủ tục hành chính để từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, phục vụ, hỗ trợ các nhà đầu tư ngày càng tốt hơn, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tiếp tục nâng cao năng lực cán bộ của ban bằng việc thường xuyên cập nhật và bồi dưỡng nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới. Kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm các khâu trung gian, phối hợp tốt với các sở ban ngành địa phương để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác. Cần ưu tiên tập trung nhân lực để triển khai các dự án trọng điểm. Về những đề xuất cụ thể của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính giao ban chủ động làm việc với các sở ban ngành liên quan để thống nhất phương án tối ưu phù hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét xử lý. Sáng nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh để nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 16/2015 NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết 11/2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc nâng cao năng lực hệ thống y tế tuyến huyện, thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thực tế, khi thực hiện Nghị định 16 của Chính phủ, Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh gặp khá nhiều khó khăn. Cụ thể, trong năm 2018, kinh phí tự chủ tăng hơn năm 2017 từ mức tự chủ 30% tăng lên mức 35%, tương đương bệnh viện phải đảm bảo tự chủ 4 tháng lương và phụ cấp cho viên chức. Trong khi đó, kinh phí thu từ nguồn bảo hiểm y tế đăng ký ban đầu giảm.
Tuy nhiên, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, sắp xếp bộ máy sát với tình hình đơn vị, góp phần khắc phục những khó khăn gặp phải trong quá trình áp dụng thực hiện cơ chế tự chủ. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, để khắc phục những hạn chế từ việc thực hiện cơ chế tự chủ phù hợp với bệnh viện và nhất là đạt hiệu quả cao trong thực hiện Nghị định 16 của Chính phủ và Nghị quyết số 11/2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, vấn đề quan trọng là tăng tính chuyên sâu và tiếp tục xây dựng lộ trình hoạt động trong khám và điều trị bệnh, chủ động đầu tư trang thiết bị hiện đại ở lĩnh vực phục hồi chức năng và khám chữa bệnh. Đồng chí cũng đề xuất với Sở Y tế cần nghiên cứu điều chỉnh thẻ bảo hiểm y tế, mà cụ thể là tăng số thẻ khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Ngoại giao đã tổ chức lớp tập huấn kiến thức hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại năm 2018. Đến dự có đồng chí Hồ Đại Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao. Tại lớp tập huấn, bà Lê Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao đã phân tích và làm rõ cho học viên hiểu sâu về tình hình thế giới, đó là kinh tế có mức tăng trưởng cao, song vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, các nước lớn tăng cường sức mạnh kinh tế và quân sự. Các điểm nóng khu vực, nhất là tại Trung Đông, diễn biến phức tạp. Các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là khủng bố, quốc tế có xu hướng gia tăng. Về công tác đối ngoại, Việt Nam vẫn giữ được đà quan hệ với các đối tác ưu tiên, quan trọng, đồng thời tạo thêm một bước mới về chất. Đặc biệt, trong bối cảnh quan hệ nước lớn rất phức tạp, Việt Nam đã thúc đẩy cân bằng, đồng đều, hài hòa quan hệ với tất cả các nước lớn và quan hệ với bạn bè truyền thống ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là cơ hội quý báu đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, đối ngoại, báo chí. Do đó đề nghị các học viên tiếp thu đầy đủ những nội dung của giảng viên truyền đạt. Trên cơ sở đó, vận dụng có hiệu quả vào quá trình công tác, nhất là tham mưu cho lãnh đạo và các ngành chức năng xây dựng và triển khai các kế hoạch thông tin đối ngoại. Trong đó chú trọng công tác quảng bá hình ảnh tiềm năng về du lịch, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư. Đồng thời nghiên cứu sáng tạo, đổi mới, cải tiến nội dung và phương thức thông tin đối ngoại phù hợp với đặc điểm, thế mạnh của địa phương. Sáng nay, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị đánh giá các mô hình nông nghiệp tiêu biểu năm 2017 và sơ kết sản xuất vụ đông xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2018. Đồng chí Hà Sĩ Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong năm 2017, các mô hình đã khẳng định tính hiệu quả, phù hợp và có khả năng nhân rộng cao. Riêng đối với vụ sản xuất đông xuân 2017-2018, năng suất lúa đạt trên 57,8 tạ một hecta, cao nhất từ trước tới nay. Nét nổi bật trong sản xuất nông nghiệp là đã tạo sự đột phá trong sản xuất lúa hữu cơ. Mỗi hecta sản xuất lúa hữu cơ, người nông dân có lãi từ 26 đến 38 triệu đồng một hecta một vụ, cao gấp đôi so với sản xuất lúa đại trà. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Sĩ Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cùng với các địa phương vận động người dân tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa vụ đông xuân, thu hoạch đến đâu chuẩn bị gieo cấy vụ hè thu đến đó, quyết tâm thực hiện thắng lợi vụ sản xuất hè thu và cả năm 2018. Đồng chí cũng đề nghị Sở Nông nghiệp cần phối hợp với Viện Quy hoạch Nông nghiệp Việt Nam tiến hành quy hoạch lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, nhất là quy hoạch diện tích đất trồng lúa, đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đất nuôi trồng thủy sản, tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành quản lý sản xuất mang tính ổn định. Tiếp tục đẩy mạnh liên kết sản xuất, quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ thân thiện với môi trường. Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị năm 2018 tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện thị xã tham gia diễn tập. Đại tá Nguyễn Hoài Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập khai mạc tập huấn. Đến dự có đồng chí Lê Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Trong thời gian 1 ngày rưỡi, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 đã quán triệt tập huấn cho các đồng chí lãnh đạo và cơ quan các sở ban ngành, đoàn thể các nội dung chính về hoạt động của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các sở ban ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng,
Hướng dẫn nội dung hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương sang thời chiến, hướng dẫn xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, giao nhiệm vụ cho bộ phận đạo diễn và các đơn vị diễn tập thực nghiệm, v.v. Sáng nay, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 5 năm 2018 với sự tham gia của 55 điểm cầu Trung ương và các tỉnh thành. Tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương, Thiếu tướng Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Thế Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng Bộ Quốc phòng. Về phía tỉnh Quảng Trị có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, các báo cáo viên tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, công tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị đã được thông tin về chuyên đề chiến tranh mạng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng của Việt Nam trong tình hình hiện nay, trong đó nhấn mạnh về thế giới phẳng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phòng ngừa ngăn chặn các nguy cơ chiến tranh mạng. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban, Ban thường trực tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Hội nghị diễn ra từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 5 năm 2018 và đã thành công tốt đẹp. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua 3 nghị quyết quan trọng, gồm nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Phuông yêu cầu báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trung ương cần tập trung tuyên truyền các nghị quyết hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tuyên truyền kịp thời các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tình hình kinh tế xã hội từ đầu năm đến nay. Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại đền thờ Bác Hồ, thôn Hà Xã, xã Triệu Ái, huyện ủy Triệu Phong long trọng tổ chức lễ báo công những kết quả nổi bật trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Năm 2017, huyện Triệu Phong xác định nội dung đột phá trong thực hiện chỉ thị số 05 là nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, đạo đức công vụ và đổi mới phong cách làm việc gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều mô hình hay, nhiều cách làm sáng tạo. Cùng với đó là những tấm gương vượt khó, hăng say trong lao động, sáng tạo, sống bình dị, giàu lòng nhân ái. Những tấm gương cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên tận tụy với công việc, hy sinh lợi ích cá nhân vì công việc chung. Nhân dịp này, huyện ủy Triệu Phong đã trao giấy khen 8 tập thể, 17 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ hội viên và khơi dậy phong trào học tập và làm theo Bác trong các cấp hội cựu chiến binh bằng những việc làm cụ thể và thiết thực nhất. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thực hiện lời dạy của Bác, Hội cựu chiến binh tỉnh coi đoàn kết giúp đỡ thương trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa nghèo là nhiệm vụ trọng tâm. Tùy đặc thù địa phương, các cấp hội đã đề ra những chương trình cụ thể, thiết thực giúp đỡ các hội viên về vốn, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm hiệu quả. Từ sự đồng hành về vốn khoa học kỹ thuật của các cấp hội cựu chiến binh, ông Lê Văn Quỳnh tại xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh đã mạnh dạn khai hoang phát triển kinh tế. Gia đình ông hiện đang sở hữu hơn 20 hectare rừng tràm, cao su và sắn, mỗi năm lãi ròng hơn 400 triệu đồng. Thì chúng tôi là có như một người hội lính, sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về thì phải quyết tâm và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và là để đưa cái đời sống kinh tế gia đình của địa phương ngày càng lên cao. Các cựu chiến binh đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, trong đó tiêu biểu là các hoạt động hiến đất, hiến công, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Cả cán bộ hội viên cựu chiến binh đã hiến hơn 67.600 mét vuông đất, đóng góp hơn 70.100 ngày công để thực hiện các phong trào.
Tại xã Ba Nang, huyện Đắk Cờ Rông, không ít người dân đã biết ơn cựu chiến binh Hồ Quế Vườn đã vận động gia đình hiến hơn 10.000 mét vuông đất để xây dựng trạm xã phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân trong xã. Vì trước đây là trạm ở bên tê bên bờ suối bên tê là hẳn thấp, ở vùng trũng là hẳn hay bị ngập nước, mà nên hôm nay mà có được cái trạm hôm nay cũng nhờ cụ bác Vườn đã hiến tặng cho đất của trạm. Và bởi từ đó mà đến chư là thấy bà con nhân dân cũng có được một nơi, được chỗ, có chỗ mà để họ đi khám và xin thuốc. Bên cạnh đó, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã vận động cán bộ hội viên phối hợp với các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quyên góp tiền, ngày công, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ nghĩa tình đồng đội, vòng tay đồng đội, thăm tặng quà, sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. 5 năm qua, hội cựu chiến binh các cấp đã phối hợp với các đơn vị xây dựng 103 nhà nghĩa tình đồng đội trị giá 6,1 tỷ đồng. Để thực hiện tốt cái phong trào học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới, hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên, phấn đấu 100% hội viên cựu chiến binh đạt gia đình văn hóa, 100% hội viên cựu chiến binh trung thành với Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân trong tình hình mới. Ở cương vị được giao, các cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã và đang phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh tại địa phương. Các cán bộ hội viên cựu chiến binh luôn tỏ rõ quyết tâm làm theo lời Bác để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh trong tình hình mới. Dưới sự hỗ trợ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Văn Giang, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh Bệnh viện Ca Trung ương, ekip bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã thực hiện thành công kỹ thuật điều trị giảm đau cho bệnh nhân mắc ung thư ngay tại tỉnh. Hai bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa và Lê Quang Ánh cùng trú tại thành phố Đông Hà bị ung thư di căn và được người nhà đưa đến khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng giống nhau. Đó là phải chịu đựng những cơn đau dữ dội đến mức không thể chịu đựng nổi. Trong khi đó, việc can thiệp bằng thuốc giảm đau chỉ đáp ứng một phần hoặc không còn hiệu quả. Sau khi hội chẩn, hai bệnh nhân được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Văn Giang cùng ekip bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh quyết định thực hiện các kỹ thuật điều trị giảm đau. Với sự hỗ trợ của hệ thống máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện đại của bệnh viện, chưa đầy một giờ sau, bệnh nhân không chỉ hết đau mà còn thoải mái trò chuyện với mọi người. Đặc biệt, việc ứng dụng kỹ thuật giảm đau vào điều trị cho các bệnh nhân ung thư được xem là phương pháp điều trị mang tính nhân văn cao, giúp cho bệnh nhân giảm bớt các cơn đau, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh ở giai đoạn cuối. Các cái kỹ thuật này là các cái kỹ thuật mà không khó khăn và cái giá trị của nó đấy là cái giá trị nhân đạo. Mặc dù các kỹ thuật này không thể cứu vớt được người bệnh, thời gian sống thêm của bệnh nhân ấy không thay đổi, nhưng mà giúp cho người bệnh đỡ được cái nỗi đau, bởi vì cái nỗi đau đôi khi còn sợ hơn cái chết. Thì chúng tôi có thể là giúp cho các bạn nâng cao được cái chất lượng chẩn đoán và điều trị, và tôi thấy rằng là trang thiết bị tốt, nhân lực tốt, điều kiện làm việc ở đây tốt thì chắc chắn rằng là các bạn sẽ rất là nhanh chóng đạt được một cái mức độ giống như các cái bệnh viện trung ương khác. Với việc triển khai thành công kỹ thuật mới này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh không chỉ góp phần giảm tải cho tuyến trên, mà còn giúp người dân không may bị bệnh được tiếp cận với các kỹ thuật mới, hiện đại ngay tại tỉnh nhà, cũng như tiết kiệm chi phí điều trị, đi lại rất lớn. Điều mà trước đây mỗi lần bị đau, bệnh nhân ung thư phải chuyển lên Bệnh viện Ca Trung ương để điều trị. Tiếp tục với những thông tin khác, kỷ niệm 30 năm Ngày Việt Tin Banh xây dựng và phát triển, hôm nay tại tỉnh Quảng Trị, Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam khu vực 4 tổ chức hội thao, hội diễn nghệ thuật quần chúng khu vực 4 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đến dự. Tham gia hội thao, hội diễn nghệ thuật quần chúng lần này có 16 chi nhánh của 9 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung, gồm các tỉnh từ Quảng Trị đến Hà Nam. Về hội thao, ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi, đẹp mắt, được sự cổ vũ đông đảo của khán giả.
Buổi tối cùng ngày, các đơn vị tham gia sẽ tổ chức hội diễn, hội thao, hội diễn nghệ thuật lần này quy tụ hơn 500 vận động viên và diễn viên trong ngành tham gia. Hội diễn nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết giữa các cán bộ đoàn viên và người lao động. Sáng nay tại huyện Cam Lộ, nhóm thơ Bàn Tay đã tổ chức tao đàn hội ngộ để gặp gỡ và chia sẻ tình yêu thi ca. Cuộc hội ngộ đã thu hút sự có mặt của tất cả các thành viên trong nhóm cùng với các câu lạc bộ, nhóm thơ khác trên địa bàn. Nhóm thơ Bàn Tay được đánh giá là nhóm thơ nòng cốt tiền thân của hội thơ Quảng Trị. Trong buổi gặp gỡ này, truyền thống của nhóm thơ sau 20 năm thành lập đã được các thành viên ôn lại. Đồng thời, những tác phẩm thơ ca của các thành viên trong nhóm cùng nhiều tác giả thơ khác trên địa bàn tỉnh đã được thể hiện đầy màu sắc trên sân khấu. Cuộc gặp gỡ chính là cơ hội lớn để những người yêu thơ trên địa bàn tỉnh được gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ những tác phẩm thơ do chính mình sáng tác, qua đó thể hiện tình yêu lớn với thơ ca và khẳng định sức mạnh của thơ ca chính là sự dây kết nối tình cảm giữa các thành viên. Sáng nay, đồn biên phòng Cửa Việt phối hợp với Hải đội 2 và Hải đoàn 48 thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt giữ hai tàu cá khai thác thủy sản bằng hình thức giả cào trái phép tại vùng biển tỉnh Quảng Trị. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, đồn biên phòng Cửa Việt phối hợp với Hải đội 2 và Hải đoàn 48 thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát hoạt động nghề cá trên vùng biển thuộc tỉnh Quảng Trị thì phát hiện hai tàu cá có công suất 540 CV do ông Lưu Văn Hai làm chủ và 10 thành viên trú tại tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động khai thác thủy sản bằng hình thức kéo lưới giả cào trái phép. Tổ công tác đã yêu cầu hai tàu nói trên dừng lại để kiểm tra, nhưng cả hai đều chống trả và bỏ chạy. Qua quá trình đấu tranh, cả hai tàu cá bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện tổ công tác đã yêu cầu hai tàu trên dừng máy và đưa tàu về cảng cá Cửa Việt để tiếp tục điều tra xử lý. Cũng vào lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, theo nguồn tin từ lực lượng chức năng, tại khu vực bờ kè thôn Quy Hà, xã Triều Đồ, huyện Triệu Phong, có 14 thuyền tập trung neo đậu. Người dân đã sử dụng sung điện đánh bắt, khai thác thủy sản trái phép. Tại đây, Công an huyện Triệu Phong đã phối hợp với chính quyền địa phương, Công an xã tiến hành kiểm tra hành chính tất cả các phương tiện. Qua kiểm tra đã phát hiện trên 14 thuyền của người dân đang neo đậu tại đây có cất giữ các loại công cụ kích điện, gồm 12 bình ắc quy các loại và 14 bộ kích điện tự chế để đánh bắt, khai thác thủy sản trái phép. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã thông báo để tìm kiếm chủ sở hữu thuyền và các tăng vật trên thuyền nhưng không xác định được. Hiện nay, Công an huyện Triệu Phong đã lập biên bản vụ việc và tạm giữ số tăng vật trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.